Sáng ngày 3 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận 3, số 126 Cách mạng tháng 8, phường 7, quận 3, một trong những điểm lấy mẫu xét nghiệm, thí sinh đã có mặt từ 7 giờ 30 sáng. Anh Nguyễn Thái Long Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Võ Thị Sáu, trưởng điểm lấy mẫu xét nghiệm tại đây cho biết, để đảm bảo công tác tổ chức an toàn, điểm lấy mẫu số 126 Cách mạng tháng 8 đã huy động lực lượng 38 người, gồm nhân viên y tế, nhập liệu, đoàn viên thanh niên, an ninh, nhằm phục vụ công tác hướng dẫn, phân luồng thí sinh, đảm bảo quy định về phòng chống dịch. Cũng theo anh Nguyễn Thái Long Hải, điểm phụ trách lấy mẫu cho học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Diệu và Trung học Phổ thông Marie Curie, với tổng 288 học sinh. Trong buổi sáng, các em học sinh đến lấy mẫu, tình trạng sức khỏe ổn định. Công tác diễn ra an toàn, không tập trung đông người, học sinh tham gia lấy mẫu được phân luồng đo thân nhiệt, rửa tay với dung dịch sát khuẩn ngay từ cổng chính. Lực lượng tình nguyện viên túc trực hướng dẫn thí sinh đăng ký thông tin, được bố trí tại hai dãy bàn, đảm bảo quy định về giãn cách. Em cảm thấy là khá là mừng vì điều đó, tại vì cũng như là Bộ Giáo dục vẫn có nghĩ đến cho học sinh để mà kiểm trong cái kỳ thi này, mặc dù là một kỳ thi rất là quan trọng, nhưng mà người ta vẫn tạo điều kiện để cho bọn em được thi một cách tốt nhất. Em tới đây thì tất cả những bạn tình nguyện viên rất là kỹ lưỡng, khiến em rất là an tâm, cũng rất là thoải mái, không có gọi là quá áp lực. Tại vì mình đã một năm trời mình đã học rất là nhiều rồi, mình giờ chỉ cần ôn lại thôi, cho nên là rất là thoải mái. Em thấy cái khẩu trang với lại khoảng cách thì rất là an toàn với lại đảm bảo. Em thấy thì cái đó là một phương pháp rất là an toàn và nó rất là hiệu quả, thay vì là phải hủy bỏ hết thì sở vẫn quyết định là cho tụi em tiếp tục. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 7, ghi nhận tại điểm lấy mẫu trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, việc lấy mẫu được thực hiện từ sớm. Các học sinh tham gia lấy mẫu được phân bổ theo từng đợt, đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Dự kiến việc lấy mẫu sẽ hoàn tất trong hôm nay, ngày 3 tháng 7. Các điểm lấy mẫu sẽ báo cáo nhanh về Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để có tổng hợp rà soát.